với phần thất vọng còn của con người hơn hơn đối với cụ cố, thưa cộng đoàn.
khi còn bình sinh, cụ Cố là một thành viên trong giáo xứ Đền Thánh. Cụ luôn tham gia các ban ngành đoàn hội, và đặc biệt là cụ tham gia vào hội dòng đa minh của giáo xứ. Hơn thế nữa, cụ lại là những người rất đảm đang mọi công việc của gia đình, để cho cụ bố ông luôn dành nhiều thời gian để giúp việc cho những người đau yếu. Hiện bây giờ gọi là người giúp kẻ liệt. Việc này vô cùng là quan trọng. Và đặc biệt hơn nữa, gia đình cụ Cố lại dâng Chúa một người con và dòng Mến Thánh Giá, hiện đang làm việc tại nhà dòng thuộc giáo xứ Thuần Túy. Đó là những nghĩa cử cao đẹp từ nơi gia đình cụ Cố. Hôm nay toàn thể cộng đoàn chúng con quy tụ về đây cảm ơn cụ Cố, trả nghĩa cụ và hiệp lời cầu nguyện cho cụ Cố. Xin Chúa hãy chấp nhận lời cầu nguyện của cộng đoàn chúng con mà sớm đưa linh hồn cụ Cố về hưởng tôn nhan Chúa. Vậy để trước khi vào giờ cầu nguyện, xin giới thiệu các vị đại diện cho hội đồng giáo xứ và các ban ngành đoàn hội lên thắp hương, đặt vòng hoa và bức chướng để tưởng nhớ tới linh hồn cụ Cố. Xin kính mời. Nghi thức thắp hương, đặt vòng hoa và bức chướng đã xong, con xin kính mời toàn thể quý cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn cụ Cố. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Thank you.
tin hằng sống vậy. Amen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xin mọi người lắng nghe tin mừng. Tin mừng theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu trả lời: đã đến giờ con người được tôn vinh. Thật, thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa bị gieo vào lòng đất mà không chết đi thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nó chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ thầy thì sẽ theo thầy. Và thầy ở đâu, kẻ phục vụ thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ thầy, cha của thầy sẽ quý trọng người ấy. Bấy giờ tâm hồn sao xuyến, thầy biết nói gì đây? Lạy cha, xin cứu con khỏi giờ này. Nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy cha, xin tôn vinh cha. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Anh chị em thân mến, mặc lấy tâm tình đau thương của cô Martha trước cái chết của em mình là Lazaro, nhưng vẫn một lòng xác tín rằng Thiên Chúa là đấng có quyền trên sự sống và sự chết. Chúng ta cùng tuyên xưng đức tin của mình. Ngõ hầu xin Thiên Chúa ủi an chúng ta trong cơn gian nan thử thách này, và cho người thân yêu chúng ta là linh hồn cụ cố Philomena mai ngày cũng được sống lại với Ngài. Đứng trước sự ra đi của linh hồn cụ cố Philomena, làm sao tâm hồn chúng con không sao xuyến đớn đau. Xin Chúa ban cho chúng con ơn bình an, và cho linh hồn cụ cố Philomena được vào chốn an nghỉ đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã cho người thân yêu chúng con, đây là linh hồn cụ cố Philomena, khi còn ở trần gian đã được làm con xua nhờ bi tích rửa tội. Thì nay xin cho linh hồn cụ cố Philomena được hưởng hạnh phúc với Chúa trên quê trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã hứa phúc trường sinh cho những ai hết lòng tin tưởng vào Chúa. Vậy khi còn sống, kiếp phàm nhân, linh hồn cụ cố Philomena đã một niềm tin yêu phó thác vào Chúa. Nay linh hồn cụ cố Philomena đã ra khỏi đời này, thì xin Chúa cũng đón tiếp linh hồn cụ cố Philomena vào hàng ngũ cao thánh trên trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lời cầu nguyện, lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chỉ có Chúa mới có quyền cho linh hồn cụ cố Philomena được sinh ra ở chốn dương gian này, và cũng chỉ có Chúa mới có quyền đưa linh hồn cụ cố Philomena ra khỏi đời này. Vậy chúng con tha thiết là xin Chúa lấy quyền năng mà tình thương mà cho linh hồn cụ cố Philomena cũng được trôi dậy làm một với Đức Kitô con yêu dấu của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu xưa bởi đời mà xuống thế gian 33 năm,
cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rồi. Thì nay chúng con xin Cha rất nhân lành vô cùng, xin Ta phần phạt cho linh hồn của cố Philomena chúng con cầu nguyện hôm nay, hoặc còn trăm nơi lửa nguyện tối thì xin mở cửa tù rạc ấy cho ra, mà đem lên chốn hương mọi sự vui thật là nước thiên đàng. Vì công nghiệp Chúa đã chịu nạn chịu chết vì chúng con. Amen. Con lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa. Xin Chúa hãy thương nhận lời con kêu van, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào hay lỗi đường, với Chúa Dân Chúa và Điện Thánh Bắc Trạch. Ban tổ chức lễ tang xin kính mời ban hội đồng thường trực giáo xứ cũng như các ban ngành đoàn hội, cộng đoàn giáo khu ba yên bình, xin kính mời cộng đoàn an toàn để cho gia tăng có đôi lời cảm ơn. Chúa Tăng Trùng, Tăng Cựu, Chúa Cố, Quý Ông và Thầy Thánh Thầy mọi người.
Giờ đây con xin mời cho phòng tiếp an của gia đình của con được người nước. Con xin cảm ơn. Xin giờ cầu nguyện của toàn thể cộng đoàn giáo xứ, các ban ngành đoàn hội cùng cộng đoàn giáo khu ba đã tới nơi đặt trang đứng bàn thờ Thiên Chúa và cầu nguyện cho cố Philomena trong giờ kinh rất phúc tráng. Ban lễ tang xin kính mời toàn thể cộng đoàn lui lại với gia đình gia tang để gia tang được mời nước và tham dự các tờ cầu nguyện tiếp theo.